Kính chào cô chú anh chị và các bạn đang xem trên kênh Phúc Khang Ẩm Thực. Thì hôm nay kênh Phúc Khang Ẩm Thực sẽ đưa bà cố nghệ sĩ Xuân Yến nơi an táng tại nghĩa trang Hoa Viên, Long An, Gò Đen. Được tiễn cô lần cuối Hoa Viên thì không được vào nhà. Thì ở đây cũng có rất là nhiều người ở xa, giống như anh này là anh Tú với Bình Dương nè, anh lên nè, mà anh xuống tới là Gò Đen mình ở rồi đó. Bình Dương mình qua đây để chia sẻ cho mọi người, nhưng mà anh không vô được về cô Xuân Yến, mong tiễn cô lần cuối đó nha. Nhưng mà tới đây thì rất là đông anh em luôn, cũng mong tới đây để chia sẻ. Nói chung là bảo vệ mới nói lại người nhà không cho vào và không cho quay, thôi rồi xong xuôi người nhà về hết rồi mình vô quay phải không? Người nhà không cho vào phải không? Gì đấy? Đây là xe nhà, xe đóng hàng. Đây xe nhà. Rồi hỏi hỏi luôn Hân Trần ơi. Ồ quá chị ơi, ồ quá. Thì bắt đầu anh em ở lại sẽ vào viếng mộ và cũng sẽ xem xét và lấy những cái thông tin sự thật như thế nào nha cô chú anh chị. Chứ đúng ra thì mấy anh em lại về rồi chứ không ở đây đâu. Tại vì cũng muốn ở lại để biết cái sự thật như thế nào. Đó. Đó như vậy là thôi chứ không có vấn đề gì hết. Chứ nếu mà các anh em mà xuống tới đây không cho vào thì các anh em về rồi chứ không phải ở, nhưng mà tại vì cũng muốn ở lại. Một là đến để viếng nghệ sĩ Thanh Tùng, một người rất là hâm mộ. Đó. Thứ hai nữa thì cũng để tìm hiểu sự thật như thế nào, do người nhà không cho vào hay là do Hoa Viên. Đó. Giờ em xin phép mấy anh em vô em viếng em về liền nha. Rồi rồi ok. Thì tụi em cũng đến đây viếng mộ và đưa tin cái sự việc. Mấy anh em cũng rất là bức xúc, đã đến đây rồi và không được vào. Lý do là có hai cái nguồn tin. Một là bảo vệ có nói là do người nhà không cho vào nha cô chú anh chị. Đó thì anh em đến đây thì cũng muốn đưa tiễn cố nghệ sĩ lần cuối. Thứ hai nữa cũng đến muốn đến để viếng mộ cố nghệ sĩ Thanh Tùng. Đó thì thăm Hoa Viên cũng gửi đến cho cô chú anh chị ở xa, chứ thật ra thì Hoa Viên ở đây là nơi an nghỉ cuối cùng của những người đã mất, chứ không ai mùa rảnh rỗi đến đây để mà đi làm những cái việc gì đó nó không hay. Thì cô chú anh chị và các bạn xem đừng quên ủng hộ cho Phúc Khang cũng như các anh em một like, một cái kênh chia sẻ nha cô chú anh chị. Thì Phúc Khang sẽ đến đây quay coi sự thật như thế nào nha cô chú anh chị. Cô ở nhà đây cũng còn kìa. Đó, còn kìa. Đó. Đó, đây là người nhà. Rồi, vô nè, vô đây vô nè. Ông bác anh Tùng nè. Vô viếng mộ nghệ sĩ Thanh Tùng luôn đi nha cô chú anh chị. Sẵn dịp thì Phúc An cũng đến đây để viếng mộ. Yeah.
Thì Phú Khang cũng nói thêm đây là hai cái ngôi mộ ba mẹ của cố nghệ sĩ Thanh Tùng cũng như là cố nghệ sĩ Xuân Yến và cô chú anh chị. Cố nghệ sĩ là Minh Tơ và bà Nguyễn Thị Sự là ba mẹ của cố nghệ sĩ Thanh Tùng và cố nghệ sĩ Xuân Yến. Ở đây là ba mẹ cô Yến à? Nghệ sĩ Minh Tơ là nghệ sĩ Bảy Sự. Ba qua chưa? Rồi ba qua rồi. Ba của năm này không? Của năm bên này. Còn bây giờ là Phúc Khang cùng các anh em sẽ qua viếng mộ của cố nghệ sĩ Thanh Tùng nha cô chú anh chị. Thưa cô chú anh chị và các bạn, đây là ngôi mộ của cố nghệ sĩ Thanh Tùng và cô chú anh chị. Thì cố nghệ sĩ Thanh Tùng thì cũng thật ra cũng ở gần nhà Phúc Khang thôi, nhưng mà lúc nghệ sĩ Thanh Tùng mất thì Phúc Khang bận công việc đi công tác, cho nên là Phúc Khang cũng không có đến để gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn xem. Thì hôm nay dẫn nghiệp đưa tiễn cố nghệ sĩ Xuân Yến, chị của cố nghệ sĩ Thanh Tùng, thì Phúc Khang đến đây để cũng đưa một cái thông tin đến cho cô chú anh chị và các bạn xem thật hư như thế nào thôi, chứ thật ra thì các anh em đến đây rất là xa chứ cũng không phải là gần. Thì đây là những con cháu trong gia đình của nghệ sĩ Thanh Tùng của chú anh chị. Đây là vào của 2016 của chú anh chị, chú Thanh Tùng. Anh trai của cố nghệ sĩ Xuân Yến. Còn đây là người thân trong gia đình của cố nghệ sĩ. Đây là con cháu trong gia đình. Xuân Yến để đâu ạ? Vô chạy theo cuối đường chạy phải. Vô đây là trao đổi vậy. Sao vụ việc sao vậy? Thì anh nói là gia đình không có biết, ví dụ mà không cho vào à. Không hề biết cái gì không cho vào ừ. Chứ không phải gia đình muốn cho vào. Nếu mà gia đình lập căn ban đầu gia đình không cho quay rồi ừ. Gia đình cho đã cho quay ban đầu rồi. Thế bây giờ tới cuối cùng là không cho vào là nói cho người gia đình không đúng. Vậy là sự thật không phải là gia đình không cho vào đúng không? Ok. Thì theo cái luồng thông tin như vậy thì để Phúc Khang sẽ cập nhật thêm tình hình và đưa thông tin cho cô chú anh chị và các bạn xem nha cô chú anh chị. Thì bây giờ các anh em sẽ qua viếng mộ của cố nghệ sĩ Xuân Yến. Đây là người thân con cháu trong gia đình. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay Phúc Khang cũng có đưa tiễn cố nghệ sĩ Xuân Yến, chị của cố nghệ sĩ Thanh Tùng. Thì đến viếng mộ thì Phúc Khang cũng đến đây để quay và chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem. Đây là ngôi mộ của bà Nguyễn Thị Sự và Nguyễn Văn Tơ. Ở đây là ba mẹ của người cố nghệ sĩ Thanh Tùng và Xuân Yến nha cô chú anh chị. Thì em đến đây thì cũng để gửi cho cô chú anh chị và các bạn xem tại hoa viên Gò Đen.
gửi đến cô chú anh chị và các bạn xem cũng như là mộ của nghệ sĩ Thanh Tùng tại Hoa Viên Gò Đen nhà cô chú anh chị. Thì bây giờ các anh em chạy qua bên mộ của cô Xuân Yến thì cũng có gặp được anh nghệ sĩ của gia đình anh gì quên đây, gì Trung, Tiền Trung à, anh Tiền Trung thì anh cũng có nói là cái đó là gia đình không biết chứ không phải là gia đình không vào cắm vào, tại vì hoa viên mà không phải là hoa viên của cá nhân ai hết. Thì đây là một cái sự đó thì chắc có thể là phải tìm hiểu thêm nữa chứ mình cũng chưa có ra quyết định là đúng hay sai đó. Chưa đúng hay sai. Không biết là nguyên nhân thật sự như thế nào hay là do tất cả các kênh YouTube ở bên ngoài khá nhiều cho nên là bên văn phòng Hoa Viên Gò Đen cho vào hay không. Nhưng mà anh Điền Trung, con cháu của cố nghệ sĩ cũng đã lên tiếng đính chính là không có sự việc như vậy. Nếu mà ở đây thì sẽ có giấy tiền vàng mã, tới là không có gì trong đây hết. À, không được nữa thì quay ra không được nữa, về luôn anh em ơi. Cái này mình đưa thông tin để cho bà con cô chú để xem và ủng hộ một người ca cố nghệ sĩ chứ không phải ủng hộ gia tộc. Này khu mộ gia tộc rồi. Chú ơi, cho con hỏi thăm cái mộ mà nghệ sĩ Xuân Yến mới vừa vô đây á con. Chú chạy vô thẳng ở đây quẹo qua tay mặt hả chú? Dạ dạ, con cảm ơn chú. Dạ 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 dạ. Mấy em kia đi đâu hết rồi? Mà cứ vô đi. Từ này lát cũng ra đó mà. Hôm qua à, rồi rồi. Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Rồi, đọc xe rồi được rồi. Đọc xe hoài đi. Nhưng mà biết cái mã nào đâu. Cả đống này. À, đây là ngôi mộ của cố nghệ sĩ Xuân Yến nha cô chú anh chị. Thì anh em cũng đến viếng lần cuối của cố nghệ sĩ tại đây. Đó. Đó, cô sư Xuân Yến đang nằm ở đây. Đó. Thì ở đây là những cái lãng bông, những cái là lãng hoa vẫn còn. Mình có gian không, mình cắm cho con Xuân Yến
Rồi vô đây cũng như là không có nhang luôn rồi. Không có nhang. Ngày xưa người ta nói bẻ liễu làm nhang, bây giờ con không có nhang thì con lấy một cái nén bông ha, cắm được con ha. Rồi đây thì cũng không có nhang cả nhà. Anh em bây giờ thì không có nhang thì có một cành hoa để gỡ đến cho cô nơi yên nghỉ cuối cùng. Bây giờ mong cô qua siêu sanh tịnh độ. Cô mời về có Phật nha cô. Bỏ ra nè. Bỏ mở cửa mã xong bỏ. Rồi bây giờ gia đình em Thanh Tùng nè. Gấu cực thành lộc nè, đó. Cái này là gia tộc Trung Túc nè, đó. Thì chỉ bạch tiết rồi. Bây giờ không có nhang anh em mình gắm một đóa hoa lên mộ của chỗ nhà. Không có nhang, giờ cắm một cành hoa lên không? Bây giờ sao vậy? Kìa, đó. Có nhang kìa, Nhang kìa. Đó đó. À bên này. Như cái này có cái mã khác cái gì? Cái đó là mã chưa có, người ta làm sẵn vậy đó. Chưa có, chưa có. Đây là mộ gió hả? Mộ gió. Đây là đốt hết đi Hăng Trần ơi. Em nghĩ là không phải mộ gió đâu, nó có nhang mà sao gọi là mộ gió. Không phải, có nhang, nhang đó, nãy bên nhang đây. Ở bên đây á. Bên đây nè, có bển cúng á. Cho nhìn cái đây nè, nó lên nó biết liền à. À phải rồi, lên chị mới đúng nào, phải không? Đây là bộ phụ đây. Nghệ sĩ Bạch Tiết nè, Tiến Tiến nè. Đây là tổ thể các anh em YouTube nha cô chú anh chị, đến lúc nãy không vào được thì giờ cuối cùng thì cũng vào để viếng mộ nghệ sĩ Thanh Tùng cũng như là viếng mộ của cô Xuân Yến lần cuối nha cô chú anh chị. Chị sẵn cái tay chị đốt mẹ cái nhang đây không vậy. Chị lại nó đốt đi chứ. Nè, cái đèn nè. Đốt mẹ chứ đốt mẹ đâu. Không vậy nó lại rồi. Đốt cái này. Thì bây giờ Phúc Khang đã thắp hương và cắm hoa cho cố nghệ sĩ Xuân Yến. Thì cái câu chuyện cuối cùng kết lại là lý do anh Điền Trung, người nhà của nghệ sĩ Kim Tử Long cũng có nói là cái vụ việc này là người nhà không biết nha cô chú anh chị. Còn bên phần hoa viên như thế nào thì để bên phần hoa viên có cái thông tin gì hay không. Thì video của Phúc Khang cùng các anh em YouTube hôm nay gửi đến cho cô chú anh chị đến đây xin kết thúc. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn những video tiếp theo. Ngôi mộ ở đây thì sẽ xây ngôi mộ của cô sẽ xây giống như ngôi mộ chắc bên nè, đúng rồi, cái giải nó giống như hình như nhau, nó đồng bộ giống như đúng quy hoạch luôn á, nó là vậy, nó phải đồng bộ, cái mố là sẽ một là sẽ giống như là khu dân cư vậy đó, có nghĩa là khu dân cư á là phải kiểu nó giống nhau hết, xây theo cái kiểu giống nhau á, còn màu thì có thể thay đổi được, nhưng mà cái kiểu là giống nhau. Hồi nãy cái áo quan cô nhìn đẹp quá ha, quan rất nhiều hoa văn. Đỏ. Nó vậy anh đi thử mình coi thử mình đi như thế nào á. Đúng rồi. Vô làm gì không á? Vô đây quay cái đâu là anh theo. Sao vô cấp sắt bắn dây chai hay sao? Nói chung là mấy anh nói chung ảnh là cứ làm theo lệnh cấp trên đi. Là công việc của ảnh. Cắm xung quanh. À cứ là cắm tới tới. Thì anh em vô sớm này thì anh em đi giúp sẽ cắm nhang cho người hâm mộ luôn. Đúng rất là nhiều nhang của chú anh chị ơi. Mỗi người cắm một cây rồi đi cắm lên cho người hâm mộ và cắm những người xung quanh ở nơi đây. Khi cô về làm